giống như hai người yêu nhau thôi à, trong khởi nghiệp nó y chang như vậy đó. Nó cũng có tìm hiểu nhau rồi đến lúc mà tuần trăng mật. Xong rồi tuần trăng mật rồi rồi sống với nhau 3 năm đầu là bao giờ cũng cũng có những cái cãi lộn với nhau đụng giảm. Ví dụ vượt qua được 3 năm đó, nó rất là ok, thì công ty nó cũng vậy. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một cái chủ đề nó rất là thân thuộc, và trong xã hội hiện đại chúng ta đi đâu cũng nghe cái cụm từ này, đó chính là cụm từ khởi nghiệp. Nhưng con đường khởi nghiệp không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tìm hiểu là định hướng khởi nghiệp như thế nào và làm sao để hạn chế được các rủi ro khi khởi nghiệp. Và xin được giới thiệu anh Lê Bá Linh, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Pacific Food, kiều bào Thái Lan, và cũng là phó ban liên lạc Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào anh. Xin chào MC Võ Hoàng Yến. Xin chào quý khán giả. Doanh nhân Lê Bá Linh, chủ tịch hội đồng quản trị Pacific Foods, kiều bào Thái Lan, phó ban liên lạc Hội hữu nghị Việt Nam Lào Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Bá Linh có hơn 20 năm đảm nhận vị trí giám đốc cấp cao các khối bán hàng, khách hàng, hoạch định và phát triển chiến lược trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng nhanh, bất động sản, ngân hàng. Đặc biệt, ông Lê Bá Linh là người có đóng góp rất lớn trong việc đưa sản phẩm nước mắm của Việt Nam ra thị trường thế giới. Năm 2018, Pacific Foods được Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương chọn là 100% công ty hỗ trợ bán hàng trên Amazon. Tháng 4 năm 2020, sản phẩm nước mắm Việt được chính thức lên top 1 Amazon. Hiện mỗi tháng, có khoảng 18.000 chai nước mắm truyền thống Việt được bán ra trên nền tảng thương mại điện tử khổng lồ này. Con số này có thể nói là thành công trong con đường chinh phục căn bếp người nước ngoài bằng sản phẩm truyền thống của Pacific Foods. Trong những ngày cả nước thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, ông Linh cùng Pacific Foods cũng đã có những hoạt động thiện nguyện tích cực hỗ trợ về viện kim, thực phẩm, trang thiết bị y tế, đóng góp cho quỹ vaccine, hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn. Bất kỳ một người thành công nào, chúng ta sẽ có một cái slogan, đúng không anh? Và slogan ngày hôm nay của anh là hãy làm cho người khác hạnh phúc. Anh có thể chia sẻ hơn một tí về slogan này được không ạ? Thực ra cái slogan này là tôi đọc được của một những người khác đã khá thành công, và tôi rất là ngưỡng mộ họ. Tôi luôn luôn là tâm niệm là mình cũng sẽ học những người đó và hãy làm cho người khác hạnh phúc. Vậy là đối với tất cả nhân viên của anh hay là tất cả những người đối tác của anh, những mối quan hệ của anh gặp anh là họ sẽ hạnh phúc, đúng không anh? Giống như hôm nay là cũng muốn làm cho Võ Hoàng Yến hạnh phúc. Wow, vậy thì hôm nay sẽ làm gì cho em hạnh phúc vậy ta? Tôi sẽ chia sẻ hết mình, tất cả những cái gì đó mà kinh nghiệm của tôi bao nhiêu năm qua với Võ Hoàng Yến. Sau đó thì Võ Hoàng Yến sẽ thấy là mình có hạnh phúc hay không. Chia sẻ thêm một chút xíu cho mọi người biết thì anh Lê Bá Linh đã và công ty Pacific Food đã có rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch vừa qua, đóng góp vừa là hiện kim, vừa là hiện vật và cả tất cả các thiết bị y tế hỗ trợ cho tuyến đầu Việt Nam, cũng như là hỗ trợ cho người dân vượt qua đại dịch lúc khó khăn. Thực ra là cái việc mà giống như chúng ta gặp lửa, chúng ta phải nhảy vào chúng ta cứu ngay. Thì lúc mà dịch xảy ra, chúng tôi không suy nghĩ gì hết. Chúng tôi chỉ làm sao bằng mọi giá là đưa những cái sản phẩm, những cái hàng nông nghiệp về để giúp cho những người dân không phải đi lại để mà mua được những cái thứ thiết yếu đó. Và chúng tôi đã thông qua Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh để mà có thể đưa đến tận tay những cái người hoàn cảnh mà gặp đúng và họ có cái nhu cầu. Và điều đó anh làm anh khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Và bản thân của anh cũng hạnh phúc, đúng không ạ? Dạ vâng. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là khởi nghiệp, thì một câu hỏi em gặp rất là nhiều trong xã hội hiện tại, đó chính là vì sao các bạn trẻ hiện nay lại thích khởi nghiệp hơn là chọn việc đi làm? Thực sự ra tinh thần khởi nghiệp á, nó cũng rất là hay, là muốn làm chủ được. Ai cũng muốn làm giàu, mình rất là ủng hộ thôi. Nhưng mà để mà khỏi gánh nặng cho xã hội, áp lực bản thân mình, gánh nặng cho gia đình mình, vì khởi nghiệp có chắc là bạn thành công đâu. Cũng khuyên các bạn là hãy đi làm, hãy tích lũy. Một ngày đó chúng ta sẵn sàng hết rồi, mọi thứ sẵn sàng rồi, chúng ta hãy khởi nghiệp. Mình quay lại một tí xíu về quá khứ. Anh khởi nghiệp bắt đầu từ bao nhiêu tuổi anh? Lúc mà năm thứ nhất vô đại học, trường đại học có tổ chức một cái lễ hội, hình như tôi không nhớ là Halloween. Thì tôi mới xin ban tổ chức là, lúc đó là tôi có một cái người bạn đó là bí thư đoàn trường. Tôi nói cho tôi được bán cái mặt nạ được không? Là lần kinh doanh đầu tiên. Thế là tôi mới đi xuống chợ lớn, tôi mua cái mặt nạ về. Là anh nhìn ra được cái tiềm năng trong cái buổi lễ hội đó.
Thì đó là một là suy nghĩ khởi nghiệp thôi. Thế anh bắt đầu khởi nghiệp từ khi nào đó? Mấy tuổi và công việc khởi nghiệp đầu tiên của anh là gì? Tôi lại có cái may mắn là khi mà mình mới ra trường thì là mình được làm với công ty nước ngoài. Thì trong đó có một công ty Thái Lan á. Họ mới qua đây á, họ mới đề nghị tôi là mở một công ty. Nhưng mà lúc đó mình rất là ngây thơ. Mình thấy mở công ty thấy thích quá mà làm giám đốc rồi này kia. Nhưng mà thực ra là họ chỉ muốn nhờ mình đứng tên thôi. Rồi những cái việc khác cuối cùng họ cuốn gói về thì tất cả những cái khác mình phải ở lại mình gánh hết. Ví dụ như thuế hay là các cái hoạt động, ví dụ như việc nợ người lao động này kia mình phải chịu. Thì đó là những cái khởi nghiệp đầu mà mình thất bại. Là coi như cái là thất bại luôn đầu tiên ha. Đúng rồi. Xong rồi mình đi làm. Một cái ngày đẹp trời của tôi ra khởi nghiệp. Cái mà mình thất bại thứ hai nữa là mình nhìn nhận thị trường một cách phiến diện lắm. Thấy người ta làm, bắt đầu thấy phong trào mình làm theo. Thế là nó sẽ bị thất bại tiếp nữa. Thì những cái thất bại đó của tôi xảy ra cách đây đến thời điểm này thì nó khoảng cỡ 15 đến 20 năm. Tôi cũng chia sẻ với lại chương trình là tôi bị thất bại cũng chắc cũng nhiều lắm. Mất tài sản cũng rất là nhiều. Thậm chí là có những lúc đi ở nhà thuê luôn. Ủa anh thất bại như thế nào mà đến mức phải ở nhà thuê rồi luôn? Tôi lúc đó vì tôi có những cái mối quan hệ rất là rộng thì tôi có được có một số cái tập đoàn lớn. Họ mời mình tham gia để cùng khởi nghiệp. Nhưng mà chính vì mình đánh giá họ là quá khổng lồ, quá lớn nên mình chủ quan. Mặc dù họ không gì sai, tôi vẫn nói đây là lỗi của tôi hết. Chứ không, tôi không đổ thừa cho họ đâu. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà mình tham gia cùng với những cái khổng lồ đó là mình chưa đủ sức. Cho nên dễ để mà có những cái, ví dụ như mình đàm phán với họ về việc mà tham gia vốn. Thì mình đâu có đủ khả năng, kiến thức, ngoại thứ để mình tham gia họ. Rồi thứ hai nữa là ai khởi nghiệp á, cũng muốn là mình phải quyết định hết, mình phải làm hết. Nhưng mà điều đó là càng sai nữa. Tất cả những người mà tham gia vốn với công ty á, là nên yêu cầu họ phải cùng tham gia điều hành chung với mình. Để họ thấy những cái khó khăn và thuận lợi để họ cùng đồng hành với mình. Chứ nếu không á, họ chỉ bơm tiền mà không á, lâu lâu họ đến hỏi ủa sao doanh số năm nay như thế nào rồi. Họ hỏi những cái câu cắt cớp mình cảm thấy khó chịu đó kìa. Nguyên tắc là để tìm được một đối tác thì mình phải cùng nhau vận hành cái bộ máy đó. Đúng rồi. Để chúng ta có thể hiểu được mọi thứ, tâm tư, tình cảm và công sức bỏ ra nuôi cái đứa con đó, đúng không anh? Đúng rồi. Rồi nước mắm đến với tôi một cách tình cờ khi mà tôi qua Mỹ, tôi làm tốt nghiệp mà cao học, bắt đầu tình yêu đối với những cái ngành nông nghiệp và những gia vị của Việt Nam bắt đầu xuất phát từ đó. Cách đây khoảng cỡ 10 năm thôi. 10 năm, dạ. 2008. Vậy mà trong vòng 10 năm mà anh đã đem được thị trường nước mắm lên top 1 Amazon là một khoảng thời gian quá rất là tuyệt vời. Để đi đến thành công ngày hôm nay thì chắc chắn là anh đã kinh qua rất là nhiều thất bại. Thất bại đó đã thay đổi anh như thế nào? Chia sẻ chuyện thất bại mà hành trình tôi đưa nước mắm ra thế giới đi. Dạ. Tôi được gặp những cái chủ doanh nghiệp ở nước ngoài. Thì họ cũng nhận nước mắm mình, họ cũng khen ngon đó, ok đó. Nhưng mà cuối cùng mình ra khỏi cửa là họ quăng vào thùng sọt rác liền. Rất là chuyện bình thường. Và mình phải kiên nhẫn, kiên trì. Có những lúc mà trời mùa đông lạnh giá ở bên Cali á, tôi đứng từ sáng đến chiều, trời lạnh lắm, mà đứng trước cửa một siêu thị để mà chờ cái anh chủ đó, anh ra ăn tiếp mình không dám đi đâu hết. Tại vì có quá nhiều cái supplier trên thế giới, họ đến họ cũng xếp hàng giống như mình. Đến khi họ tiếp mình á, thì đến buổi chiều á, họ mới nói Mr. Linh, bao nhiêu công ty làm ăn với tụi tôi một năm mà mười mấy 20 triệu đô là tôi còn để cho ngồi chờ. Mr. Linh mới có một vài trăm ngàn đô, không có lại gì đâu. Mình mới thấy là mình chưa là cái gì hết. Rồi sau đó họ cũng nhận nhập hàng của mình. Nhưng mà khi mà nhập hàng về, rồi có những khách hàng họ bắt đầu họ có cái ý kiến là nước mắm mình không có ngon, nước mắm này thế này kia, thế là họ trả lại hết. Rồi thứ ba nữa, mình bị đối thủ, họ làm đủ thứ để cho mình không thể nào mình bán hàng được. Đó là những thất bại mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta muốn vượt qua chuyện này là chúng ta thực sự nói, ở đây chúng ta, tôi không dùng từ đam mê mà chúng ta phải có tình yêu luôn á. Tình yêu đối với sản phẩm mà chúng ta muốn. Nếu các bạn muốn khởi nghiệp, muốn làm, những cái thất bại đó là những cái thất bại bình thường. Đừng có nản.